Liên quan đến vụ người dân tụ tập phản đối việc xây dựng cảng ở xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã mời thêm một số người lên làm việc nhằm làm rõ việc dụ dỗ, dỗ lôi kéo hơn 100 học sinh nghỉ học để tham gia tụ tập. Theo Công an Thanh Hóa, trước đó vào ngày 23 tháng 10, dù đã được cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các ngành chức năng thị xã Nghi Sơn tích cực tuyên truyền, vận động, nhưng khoảng 300 người dân ở xã Hải Hà đã tập trung tại nơi khởi công dự án bến số 3, cảng container Long Sơn, tổ chức căng băng rôn tuần hành phản đối triển khai dự án. Đặc biệt những ngày sau đó, nhiều người dân vẫn tụ tập tại khu vực này để cản trở nhà thầu thi công. Theo thống kê, có hơn 100 trẻ em bị dụ dỗ, lôi kéo, buộc nghỉ học để tham gia hoạt động này. Theo người dân, việc họ tập trung đến các địa điểm trên để phản đối việc triển khai xây dựng bến cảng số 3 bởi nếu thực hiện việc xây dựng dự án này sẽ ảnh hưởng tới nhiều hộ dân làm nghề đánh bắt thủy hải sản tại đây, thậm chí khiến họ mất việc làm.